Vào hôm qua 11 tháng 12 trong bản báo cáo mới vừa được công bố, hạng đánh giá tín nhiệm Moody's vừa nâng triển vọng hệ thống ngân hàng Việt Nam từ tiêu cực lên ổn định nhờ tình hình kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh ổn định và sức ép thanh khoản được cải thiện. Moody's nhận định môi trường hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam đã bắt đầu ổn định, lạm phát và lãi suất giảm đáng kể trong hai năm qua, áp lực lên tỷ giá cũng giảm. Các ngân hàng tại Việt Nam cũng đã bớt phụ thuộc vào việc vay mượn tiền lẫn nhau, dễ làm gia tăng rủi ro thanh khoản cho toàn hệ thống. Theo đó, 3 trên 5 yếu tố mà Moody's dùng để dự đoán về độ tin cậy của các ngân hàng Việt Nam trong 12 đến 18 tháng tới được đánh giá ở trạng thái tích cực, bao gồm môi trường hoạt động, tình trạng cấp vốn và thanh khoản và sự hỗ trợ hệ thống. Về khả năng sinh lời thời gian tới, Moody's đánh giá các ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục chịu sức ép do nhu cầu vay vốn mới giảm sút và chênh lệch lãi suất huy động cho vay có khả năng giảm.